chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Khiên sẽ có một cái bài báo cáo về đồng thuận Bavano 7 trong điều trị xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Xin mời Giáo sư Khiên. Vâng, kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các anh chị và đặc biệt là kính thưa đối với lại các cái đầu cầu ở các cái nơi. Năm 2020 và năm 2021 thì chúng ta đã phải chứng kiến những cái đại dịch, cho nên chúng ta đã chủ yếu tham gia các hội thảo qua vấn đề về trực tuyến. Và hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái chương trình về muốn báo cáo về một cái đồng thuận Bavano 7 năm 2021 về điều trị tăng áp tĩnh mạch cửa. Trước khi về trình bày bài này thì tôi muốn nói với các thầy mà từ xưa đến nay chúng ta tại sao lại nói về Bavano. Như chúng ta đã biết ý, sao nó không xuống em ơi? Em ơi sao không xuống, slide không xuống đi. Slide nó không chạy. Được rồi. Không có share là đâu, được. Nãy giờ không nói xong được chưa? Rồi. Vâng. Chúng tôi tại sao lại có cái từ Bavano? Các thầy các chị đều biết ở bên vùng châu Âu có một cái nơi ở vùng nước Ý phía Bắc có một cái thành phố rất là đẹp, nó tiếp giáp với lại Thụy Sĩ, và nơi đây thì chúng ta đã biết là có rất nhiều các cái danh lam thắng cảnh, và cũng chính tại đây thì đã có rất nhiều các cái nhà nghiên cứu về khoa học đã tập trung chủ yếu về vấn đề bệnh lý về tăng áp lực tĩnh mạch cửa, và cái chọn cái thành phố Bavano này để đưa ra về những cái điều trị về đồng thuận trong điều trị tăng áp lực cửa. Và chính vì thế cái từ Bavano nó bắt đầu nó có từ trong cái này. Trước khi soạn bài này thì chúng tôi cũng hiểu là tại sao nói Bavano, là đây là một cái địa danh của nước Ý và tập trung vấn đề về nghiên cứu về vấn đề sơ gan, trong đó có bệnh lý tăng áp lực cửa. Và đến giờ phút này thì chúng ta đã biết cái đồng thuận Bavano ra đời từ năm 1990. Và sau đó chúng ta biết là cứ 5 năm một lần nó tổ chức. Và đến năm 2016 thì chúng ta đã biết đó là Bavano 6. Và đến năm 2020 đáng nhẽ nó cứ tổ chức Bavano nữa, nhưng mà do đại dịch cho nên chúng ta đến phải chuyển sang năm 2021 bắt đầu mới thực hiện cái đợt Bavano này. Và cũng tại ở miền Bắc của nước Ý. Và như vừa rồi thì chúng tôi đã nói cái hội nghị này nó do cái tình hình đại dịch Covid cho nên nó chỉ thực hiện bằng vấn đề trực tuyến. Và trong cái Bavano thì chúng ta đã biết thì cái biến chứng của tăng áp lực cửa nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Ví dụ như nguyên nhân hình thành dịch cổ trướng, nguyên nhân kể chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và hội chứng não gan. Và trong cái khuôn khổ của bài báo hôm nay thì chúng tôi chỉ nói đối với các đồng nghiệp ở trong nước. Chúng ta đã biết trong chuyên ngành nội tiêu hóa chủ yếu là vấn đề liên quan đến khi chúng ta xử lý cho những bệnh nhân mà có chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản thì chúng ta sử dụng cái gì. Và để đi đến cái đồng thuận này thì chúng ta đã biết nó có một cái đồng thuận riêng cho những cái chuyên gia về vấn đề chảy máu tiêu hóa. Thì cái chuyên gia này gồm có rất nhiều nguyên gia, nhưng mà nó chọn ra được 6 nguyên gia. Trong đó thì có cái nguyên gia chuyên cùng của chúng ta, đó là do bà Thabut, người Pháp, để chủ trì trong vấn đề này. Thì cũng kính thưa các thầy cô là đối chúng ta, đối với đồng thuận 7 thì phải dựa trên nền tảng của đồng thuận của Bavano 6, tức năm 2016. Thì trong đây người ta đã đưa ra 45 tuyên bố, và trong đó có 44 trên 45 tuyên bố đã được thực hiện trong hội nghị đồng thuận này. Và trong 44 cái tuyên bố đó thì có 32 trên 44 cái tuyên bố là mới và có một phần thay đổi. Vậy thì dựa theo tất cả, nếu mà chúng tôi trình bày tất cả 32, 44 cái tuyên bố này thì hội nghị hôm nay chúng ta có thể kéo dài rất lâu, cho nên chúng tôi chỉ trình bày những điểm chính mà có liên quan đối với chuyên ngành của chúng ta. Đây là một cái sơ đồ hết sức quan trọng mà chúng ta thấy khi gặp một cái bệnh nhân chảy máu tiêu hóa, bao giờ thế cái đồng thuận người ta đưa ra. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải thực hiện cái quá trình điều trị cấp cứu, đó là cái thăm khám cũng như lưu thông đường thở. Chúng ta có thể thực hiện một số các cái kỹ thuật mà cấp cứu ban đầu, mà khi đặc biệt ở cái tuyến dưới, khi chúng ta chưa thực hiện được nội soi, ví dụ chúng ta phải đặt nội khí quản, chúng ta phải đặt sông bóng, hoặc chúng ta có thể đặt stent kim loại tự nở. Sau đó chúng ta chuyển đến các cái bệnh viện trên thực hiện bằng kỹ thuật can thiệp của nội soi. Và trong trường hợp mà khi chúng ta thực hiện nội soi, can thiệp nội soi không thành công thì chúng ta phải chuyển sang kỹ thuật can thiệp mạch, và cuối cùng chúng ta phải thực hiện kỹ thuật can thiệp tan. Do vậy cái đồng thuận của Bavano 7 thì nó đưa ra ba vấn đề quan trọng nhất liên quan đến chúng ta, đó là khi nào thì chúng ta cấp cứu ban đầu, khi nào chúng ta thực hiện can thiệp nội soi, và khi can thiệp nội soi thất bại rồi thì chúng ta thực hiện bằng kỹ thuật can thiệp mạch. Vậy thì cấp cứu ban đầu như thế nào thì chúng ta đã biết. Năm nay tôi đề cái màu vàng, màu đỏ phía trên thì chúng ta đã thấy là cái điểm mới trong đồng thuận đầu tiên,
là người ta đưa ra phải đặt nội tiết quản. Chúng ta đã biết những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do vỡ tế bào thực quản thì thường là những bệnh nhân phải nôn ra máu rất nhiều. Và trong trường hợp này thì đồng thuận Baveno khuyến cáo khi bệnh nhân nôn ra máu nhiều, đặc biệt ở các tuyến cơ sở mà chưa kịp cấp cứu thì chúng ta phải đặt nội tiết quản để chúng ta phòng tránh được cái viêm phổi cho bệnh nhân. Và đặc biệt những cái bệnh nhân mà đang ý thức lơ mơ thì đấy là một khuyến cáo. Tuy nhiên ở trong cái tuyên bố số 4 thì người ta nói này, khi đã đặt ống nội khí quản rồi thì chúng ta phải rút ra càng sớm càng tốt khi điều kiện cho phép, hoặc chúng ta phải thực hiện rút ống nội khí quản khi bệnh nhân mà chúng ta đã tiến hành can thiệp qua nội soi. Bởi vì chúng ta đã biết đặt nội khí quản cho bệnh nhân thì nó rất dễ đưa đến cái tình trạng ở viêm đường hô hấp. Cái vấn đề thứ hai là thuốc vận mạch. Thì chúng ta đã biết hiện nay trên thị trường chúng ta có rất nhiều các thuốc vận mạch. Vậy thì trong đồng thuận Baveno 6 thì nó biết thế này, là chúng ta khi bệnh nhân nghi ngờ chảy máu tiêu hóa thì chúng ta phải sử dụng các thuốc vận mạch trước khi nội soi. Nhưng trong đồng thuận Baveno 7 thì nó nói là chúng ta không phụ thuộc vào vấn đề nội soi nữa. Khi bệnh nhân nghi ngờ chảy máu tiêu hóa, chúng ta phải thực hiện ngay cái quá trình bằng các cái thuốc vận mạch, và thời gian thực hiện vận mạch là từ 2 đến 5 ngày, và chúng ta phải thực hiện càng sớm càng tốt. Đấy là cái điều mà thay đổi trong đối Baveno. Nữa là vấn đề kháng sinh. Thì chúng ta đã biết thì đối với bệnh nhân kháng sinh thì chúng ta biết là cần phải sử dụng cho những cái bệnh nhân mà có, đặc biệt những bệnh nhân sơ gan tiến triển. Nữa là chúng ta đã biết trong đồng thuận này người ta tuyên bố là cần phải sử dụng các ceftriaxone cho những bệnh nhân này với liều lượng 1 gram. Trước đây thì chúng ta đã biết là chúng ta thường hay sử dụng bằng các cái quinolone, ví dụ như là tavonic. Thế nhưng mà hiện nay do tình hình kháng thuốc cho nên người ta phải sử dụng bằng các loại này. Để minh chứng cho vấn đề này thì chúng ta đã biết là đối với những bệnh sơ gan thì chúng ta đã biết tỷ lệ cái nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân sơ gan chiếm tỷ lệ là 19,3%. Trong đó chúng ta đã biết là nhiễm khuẩn đường hô hấp chiếm 44%, do đường điệu là 14%, do nhiễm khuẩn huyết 11%, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát là 8%. Và nếu những cái bệnh nhân này mà không được điều trị thì chúng ta đã biết từ cái nhiễm khuẩn đó nó sẽ đưa đến cái hình thành về hội chứng não gan cũng như một số các biến chứng khác. Nữa là chúng ta đây cũng là một cái nghiên cứu nữa thì chúng ta thấy là hầu như đối với 1/5 bệnh nhân sơ gan bao giờ cũng có kèm theo những cái vấn đề về nhiễm khuẩn. Và người ta thấy rằng cái tỷ lệ là kể cả những bệnh nhân đã dùng kháng sinh dự phòng và các cái cơ quan hay bị nhiễm khuẩn nhiều nhất đó là những đường hô hấp. Và hiện nay người ta thấy rằng cái tỷ lệ kháng thuốc của đối với lại ceftriaxone là chiếm trên 50%. Chính vì thế người ta phải khuyến cáo là phải dùng ceftriaxone. Và chúng ta đã biết ceftriaxone hiện nay đó là cái tiên nam, là cái thuốc mà hiện nay là rất tốt và có thể sử dụng cho những bệnh nhân này. Đấy là một cái điểm mới trong đồng thuận của Baveno. Điểm nữa là chúng ta bị BBI. Thì cái bộ hội trong hội trường ngày nay chúng ta đã biết là chúng tôi khi bệnh nhân chảy máu tiêu hóa mà chúng ta chuẩn đoán là do giãn vỡ tế bào thực quản thì một số các bệnh viện cơ quan lại tiến hành sử dụng PPI. Thì trong hội nghị đồng thuận này người ta nói là có sử dụng, có thể sử dụng trước nội soi, nhưng mà chúng ta phải dừng ngay sau can thiệp, không được dùng nữa. Và chỉ trường hợp nếu bệnh nhân vừa có giãn vỡ tế bào thực quản và vừa có lát thành tá tràng thì chúng ta mới sử dụng PPI. Bởi vì tại sao vậy? Nó có bằng chứng như sau. Chúng ta đã biết là cái biến chứng của sơ gan chủ yếu là do vấn đề là loạn khuẩn của đường ruột, đặc biệt là do cái quá trình phát triển quá mức của vi khuẩn của non. Người ta đã chứng minh trong nghiên cứu 6 cái loại PPI mà sử dụng, ví dụ như pantoprazole, lansoprazole, omeprazole, isoprazole và rabeprazole, thì chúng ta thấy những cái tỷ lệ mà hội chứng não gan nó sẽ tăng, ví dụ như là 42, 100, 6 tuần theo điểm OR, chỉ có mỗi rabeprazole thì cái tỷ lệ là nó thấp nhất. Như vậy thì trong hội nghị và trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng nếu những bệnh nhân sơ gan mà chúng ta sử dụng PPI thì cái tỷ lệ hội chứng não gan nó sẽ tăng hơn so với những bệnh nhân không sử dụng, và cũng như thời gian sống nó sẽ bị thấp hơn so với những cái bệnh nhân mà không sử dụng PPI. Vì vậy hội nghị đồng thuận nó đưa ra là những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tim mạch thực quản thì chúng ta không nên sử dụng PPI vì sẽ làm tăng cái nguy cơ đối với hội chứng não gan. Nữa là về vấn đề bóng chèn thì chúng ta đã biết hiện nay ở nhiều bệnh viện trong toàn quốc chúng ta đã sử dụng cho những bệnh nhân khi cấp cứu ban đầu, thường ví dụ như đặt bóng hoặc chúng ta có thể sử dụng bằng stent kim loại. Thì trong hội nghị đồng thuận này người ta khuyến cáo nên sử dụng ở những tuyến mà khi chúng ta chưa thể thực hiện nội soi. Đây là những hình ảnh về minh họa cho những bệnh nhân đặt các cái bóng ở trong thực quản và cũng như đặt stent kim loại. Rất tiếc là đối với Tam hiện nay là chúng ta chưa sử dụng cái stent kim loại tự nở này, bởi vì đây là một cái loại là khá đắt, tầm cỡ độ khoảng là 30 triệu và nó chỉ là một biện pháp tạm thời. Chính vì vậy thì hiện nay chúng ta nền tảng chính cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa có vỡ tim mạch thực quản hoặc vỡ tim mạch tình vị thì chúng ta phải thực hiện bằng kỹ thuật can thiệp qua nội soi. Vậy thì cái thời điểm can thiệp nội soi thế nào? Thì trong đồng thuận Baveno người ta khuyến cáo khi một bệnh nhân chảy máu tiêu hóa mà huyết động ổn định rồi thì cái thời điểm can thiệp của chúng ta là trong trước 12 giờ. Còn đối với bệnh nhân mà khi mà chảy máu tiêu hóa mà chúng ta nghi ngờ nhưng mà chúng ta huyết động chưa ổn định thì bắt buộc chúng ta phải vừa hồi sức tích cực và chúng ta phải can thiệp sớm. Đấy là cái điều đồng thuận đưa ra. Nữa,
Đối với về phân loại về điều trị thì chúng ta đã biết có hai cơ quan đưa đến chảy máu tiêu hóa, đó là vấn đề giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, thì nó theo sau phân loại của họ đối với hiệp hội toa Nhật Bản. Còn đối với giãn tĩnh mạch thùy vị thì chúng ta đã biết nó chia làm hai loại, tức là gồm có giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày, nó chia làm GOV1 và GOV2. Thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà chảy máu do GOV1 là bao giờ cũng chiếm rất cao, là 70% chủ yếu, còn GOV2 là 21%, còn số còn lại là giãn tĩnh mạch dạ dày đơn độc. Đấy là cái điểm cần chú ý, và đây là cái hình rất là quan trọng để khi các anh các chị thực hiện can thiệp nội soi thì chiến lược chúng ta điều trị như thế nào, thì chúng tôi xin trình bày tiếp. Khuyến cáo của đồng thuận Bameno nói rõ là khi bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản thì kỹ thuật ưu tiên hàng đầu là chúng ta phải thắt tĩnh mạch thực quản. Còn đối với những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thùy vị thì chúng ta phải sử dụng một keo sinh học. Và hiện nay keo sinh học của chúng ta thì có hai loại quan trọng nhất, đó là thrombin và histoglin. Histoglin chúng ta sử dụng nhiều hơn. Còn đối với bệnh nhân mà vừa có giãn vỡ tĩnh mạch thực quản vừa giãn vỡ tĩnh mạch thùy bình của GOV1 thì chúng ta có thể sử dụng hai kỹ thuật. Một, có thể chúng tôi sử dụng kỹ thuật keo sinh học hoặc chúng tôi thắt. Thì cái này phụ thuộc vào đối với kinh nghiệm của người làm nội soi. Đối với này, hiện nay chúng ta đã biết về các cái chất keo sinh học thì có ba cái loại, ba kỹ thuật, đó là chúng ta có thể dùng tiêm histoglin thì cái hiệu quả của nó là từ 90-98%, tiêm thrombin là 92-100%. Và đặc biệt hiện nay đến chiều nay thì chúng ta sẽ nghe một cái kỹ thuật can thiệp qua nội soi siêu âm, thì người ta thấy rằng nếu chúng ta sử dụng kỹ thuật siêu âm qua nội soi thì chúng ta thấy là nếu cộng với nút coi nữa thì cái hiệu quả cầm máu của nó từ 93-98%. Đây là một cái thông báo năm 2021 tháng 10 vừa rồi, thì chúng ta đã thấy thông cáo từ năm 2007-2020 thì chúng ta đã thấy cái hiệu quả cầm máu của histoglin nó dao động từ 87-100%. Tuy nhiên chúng ta đã thấy nó vẫn có một cái tỷ lệ chảy máu tái phát và một phần tỷ lệ tử vong. Gần đây nữa thì chúng ta đã biết là người ta sử dụng rất nhiều đối với kỹ thuật nội soi siêu âm, thì chúng ta đã thấy là kỹ thuật này đây là kỹ thuật ưu việt. Người ta còn có thể sử dụng các cái nút coi ở tại những vị trí này. Và đây là một cái bảng để so sánh giữa 23 cái nghiên cứu ở những bệnh nhân sử dụng tiêm keo cộng với nút coi là 1851 bệnh nhân so với bệnh nhân chúng ta chỉ tiêm histoglin đơn thuần. Thì chúng ta đã thấy rằng khi chúng ta sử dụng đối với kỹ thuật nội soi siêu âm giữa sử dụng với keo sinh học và nút coi thì cái hiệu quả chung cũng như hiệu quả là mất mũi giãn thì cũng như tỷ lệ tái phát mũi giãn và tỷ lệ chảy máu tái phát sớm, chảy máu muộn thì bao giờ nó cũng nhóm của tiêm nội soi siêu âm thì tốt hơn so với nhóm tiêm histoglin đơn thuần. Đây là một cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy sử dụng cái thrombin, thì đây là một cái nghiên cứu mới năm 2020 thì chúng ta thấy trên 35 bệnh nhân và 33 bệnh nhân thì chúng ta thấy hai cái kỹ thuật này hiệu quả cầm máu tương đương nhau 94-97%. Tuy nhiên chúng ta lại thấy rằng những bệnh nhân sử dụng thrombin thì cái tỷ lệ loét của nó là 0%, bên đây histoglin chúng ta thấy 37% và cái biến chứng là 51%, còn đối với thrombin là chỉ có 12%. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết đây là kỹ thuật mà nó sử dụng nó ở giai đoạn đầu chưa được nhiều. Và hiện nay nữa một cái kỹ thuật nữa mà đang được tranh cãi đó là hemospray. Thì trong hội nghị đồng thuận này người ta khuyến cáo không sử dụng hemospray cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa tĩnh mạch quản, tuy nhiên chúng ta lại sử dụng được cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày tái tràng. Bởi vì tại sao vậy? Trong hội nghị người ta thấy rằng những cái số liệu nghiên cứu so sánh hemospray thì nó chưa được nhiều và cái tỷ lệ chảy máu tái phát còn cao. Vì vậy tôi khuyến cáo anh các chị rằng hội nghị đồng thuận đã đưa ra là không sử dụng hemospray cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc phình vị. Vấn đề nữa chúng tôi sử dụng nói về vấn đề can thiệp mạch thì có hai kỹ thuật quan trọng nhất, đó là kỹ thuật tip và kỹ thuật phân lưu cửa chủ trong gan trong đường mấy cảnh. Kỹ thuật tip thì chúng ta đã biết rồi. Vậy thì những bệnh nhân nào khi được sử dụng cái tip, chúng ta đã thấy trong đồng thuận nó đưa ra này, những bệnh nhân có nguy cơ thất bại hoặc những bệnh nhân có chảy máu tái phát cao mà chúng ta cần phải dự phòng điều trị can thiệp sớm. Và bây giờ người ta đưa ra quan điểm về điều trị tip sớm, đó là những bệnh nhân có điểm chai bắc là nhỏ 14 hoặc chai B nhưng mà có chảy máu tiêu cấp hoặc cái độ chênh áp, độ chênh lệch áp tĩnh mạch cửa là trên 20 thì đến người ta khuyến cáo. Và nữa người ta nên khuyến cáo là nên phải làm sớm. Ví dụ như tôi bệnh nhân chảy máu tiêu hóa sau khi chúng ta thắt xong rồi mà chúng ta thấy cái điểm chai bấc nhỏ 14 hoặc cái sự chênh áp trên 20 thì chúng ta nên khuyến cáo bệnh nhân làm kỹ thuật tip trước 72 giờ và điều lý tưởng nhất là chúng ta cho những cái bệnh nhân mà độ khoảng dưới 24 giờ. Ở đây là một cái kết bảng so sánh giữa kết quả tip và những cái bệnh nhân mà thắt, thì chúng ta thấy rằng nếu một cái bệnh nhân mà có chảy máu tiêu hóa nặng mà chúng ta lại làm kỹ thuật tiếp được thành công thì chúng ta thấy là cái hiệu quả, cái tỷ lệ chảy máu tái phát cũng như thời gian sống của bệnh nhân nó làm tiếp hơn, tốt hơn so với những cái bệnh nhân mà chúng ta thắt cộng với là có sử dụng thuốc tơ vận mạch. Đây là cái minh họa về cái kết quả về làm tiếp từ năm 1995 đến năm 2001 thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ nó từ 82-100%. Cái số lượng bệnh nhân mà tử vong thì thường nó liên quan nhiều đến những cái bệnh nhân mà sơ gan mất bù hoặc giai đoạn chai C hoặc có những cái bệnh kèm theo.
Gần đây thì người ta sử dụng thêm một kỹ thuật nữa là kỹ thuật nút tĩnh mạch ngược dòng. Thì đây là một kỹ thuật là thay thế cho kỹ thuật tiếp. Người ta đã thấy rằng cái điều này ấy, thì cái muốn làm được kỹ thuật này thì nó phụ thuộc rất nhiều ở cơ sở kinh tế, ở cơ sở nghiên cứu, cũng như đặc biệt phụ thuộc vấn đề các cái chuyên gia có làm hay không. Và hiệu quả của nó cầm máu là đạt 95%, tương đương với hiệu quả của đối với lại các tiếp. Một vấn đề cuối cùng nữa thì hiện nay người ta trong đồng thuận mới người ta đưa ra có hai cái vấn đề quan trọng mà các đồng nghiệp cần phải chú ý. Một là thứ nhất đối với những bệnh nhân sơ gan thì suy dinh dưỡng rất nhiều, cho nên ngoài việc nuôi dưỡng cấp cứu ra thì vấn đề nuôi dưỡng cho bệnh nhân là một vấn đề hết sức quan trọng, đồng thuận người ta đưa ra. Cái thứ hai, nếu những cái bệnh nhân mà chúng ta một số quan điểm đặt sông dạ dày cho bệnh nhân thì người ta khuyến cáo không nên đặt sông dạ dày vì cái nguy cơ viêm phổi cũng như các cái vết rách thực quản là không cần thiết, cho nên không cần phải đặt sông dạ dày cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa tắc nghẽn thực quản. Chúng tôi đi đến kết luận như vậy thì còn 40 giây nữa. Đối với những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản thì chúng ta đầu tiên cái quan trọng chúng tôi vẫn phải nhắc lại là chúng ta phải chuyển dịch hạn chế, trong đó huyết sắc tố của chúng ta là khoảng dưới 8 g/L. Đối với chúng ta phải sử dụng kháng sinh dự phòng, đó là ceftriaxone, hiện nay đó là một loại tốt nhất. Chúng ta phải đặt nội khí quản nếu những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa nhiều. Chúng ta phải hạn chế không sử dụng corticosteroid và chúng ta không nên dùng hemospray cho những bệnh nhân chảy máu do vỡ tĩnh quản. Thuốc vận mạch thì chúng ta phải sử dụng càng sớm càng tốt, từ 2 đến 5 ngày, và chúng ta phải sử dụng trước khi nội soi, không cần phải không phụ thuộc nội soi, nếu có chảy máu chúng ta làm luôn. Vỡ tĩnh mạch thực quản thì chúng ta phải thắt bằng kỹ thuật. Đối với những tĩnh mạch dạ dày thực quản thì chúng ta sử dụng kỹ thuật histocrine. Yếu tố dự báo để cho các anh chị khi thấy một bệnh nhân thất bại là gồm như sau: điểm chai bấc nhỏ hơn 14, bệnh nhân có chảy máu chai bấc B nhưng có chảy máu cấp, hoặc có cái sự chênh áp trên 20 m đường thì các anh các chị phải dự phòng bệnh nhân này thất bại và chúng ta phải chuyển sang kỹ thuật tiếp như bệnh viện 108. Can thiệp mạch của chúng ta thì có hai kỹ thuật tiếp hoặc biato, thì chúng ta thấy đây là kỹ thuật tốt hơn so với thắt với định điển. Và cuối cùng là tròn sớm, đặc biệt một phần nữa là lactulo. Trong hội nghị này người ta khuyến cáo lactulo được sử dụng để dự phòng cho những bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do bệnh quản. Và chúng ta đã biết hiện nay thì tiếp cũng là một trường hợp kỹ thuật cứu cánh, và cuối cùng thì chúng ta phải thực hiện bằng kỹ thuật ghép gan, mà như vừa rồi thì chúng ta đã nghe trong cái bài trước là kỹ thuật ghép gan được dùng cho những bệnh nhân sơ gan cũng như ung thư gan. Phần trình bày của tôi đây là hết, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Vũ Văn Khiên đã có một cái bài trình bày đồng thuận Bavano 7 để chúng tôi